Vừa trở lại Việt Nam chuẩn bị cho mega live siêu khủng vào ngày 27 tháng 8 tới, Hằng Du Mục cùng hai con trai riêng của chồng cũ đã hân hoan gặp gỡ những cộng sự ở Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô cũng khoe một clip đáng chú ý liên quan đến con út. Sau những biến cố, netizen vẫn luôn trông ngóng Hằng Du Mục sẽ sớm quay trở lại. Gần đây, khoảnh khắc Hằng Du Mục hội ngộ cùng team Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên đã gây bão mạng xã hội. Trong buổi gặp gỡ thân thiết này, còn có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như quản lý, anh họ của Hằng Du Mục và Dịch Dương, Nhất Dương, cả hai đều tươi tắn. Bên cạnh sự chú ý về cuộc gặp gỡ này, thì ngày về lại quê hương, trên trang cá nhân của Hằng Du Mục còn đăng tải thêm một chiếc clip quay cảnh con trai út đang được Dịch Dương chăm sóc. Khoảnh khắc đáng yêu của hai con khiến dân tình suýt xoa khen ngợi, đồng thời độ kháu khỉnh của con út Hằng Du Mục làm ai nhìn vào cũng phải xin vía, đặc biệt là những mẹ bầu, xin vía bỏ bụng ăn ngoan, khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngoài những lời bình chúc mừng sự bình an của gia đình Hằng Du Mục sau phiên tòa, thì Dịch Dương với hành động đút trái cây cho em út khiến nhiều người vào chấn chỉnh, tỏ ra tá hỏa, nhắc nhở Hằng Du Mục phải chú ý hơn. Cụ thể, trong clip, Dịch Dương đút quả nho cho em ăn vì là bé chỉ được vài tháng tuổi, nên việc tự ăn cả một quả nho là điều không thể, đồng thời dễ gây ra nguy hiểm vì em bé có thể bị nghẹn. Dân mạng lập tức vào chỉnh đốn, một bình luận viết, đừng để anh cho bé quả nho, bé chưa biết nhai, dễ bị nghẹn. Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến này, tuy nhiên có thể thấy Hằng Du Mục là người quay và đứng sát bên con. Hơn nữa, Dịch Dương cũng chỉ đang đùa với bé bằng quả nho chứ không hề đút thật, nên netizen có thể an tâm vì Hằng Du Mục biết những điều gì an toàn cho con. Thời gian qua, Hằng Du Mục đã phải tạm ngừng hầu hết các hoạt động livestream để tập trung cho phiên tòa ly hôn. Dù cô chưa thông báo ngày chính thức quay lại, một thành viên của team Quang Linh từng vô tình tiết lộ rằng Hằng sẽ xuất hiện trong phiên Mega Live vào ngày 27 tháng 8. Sau khi trở về và được dì nuôi dưỡng, hai cậu con trai Nhất Dương và Dịch Dương được các fan đùa vui là vệ sĩ riêng của Hằng Du Mục vì luôn theo sát cô và hỗ trợ trong công việc. Cả hai được kỳ vọng sẽ cùng xuất hiện với Hằng Du Mục trong phiên Mega Live sắp tới. Về phần Quang Linh, anh luôn thể hiện sự ủng hộ đối với Hằng Du Mục trong việc ly hôn. Trên trang cá nhân, anh đã bảo vệ chị giọt khi Hằng chia sẻ những hình ảnh về việc bị chồng bạo hành. Anh viết, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của người ngoài lên trang cá nhân và tôi rất đắn đo. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ vì đây là chuyện của gia đình mình. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn chính xác về những gì chị mình đã trải qua trong nhiều năm qua. Hiện tại, Quang Linh đã trở lại Angola cùng với lôi con nên không thể tham gia bữa tiệc này. Một thành viên của team từng tiết lộ rằng có thể phải chờ đến Tết thì Quang Linh và Hằng Du Mục mới có thể xuất hiện chung trong phiên Mega Live. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cả hai team có thể sẽ có những hoạt động kinh doanh chung với nhau. Về cuộc hội ngộ với nhiều nhân vật có tiếng ngay sau khi về nước, bức ảnh này gây sốt vì quy tụ toàn tên tuổi hot và nhận được nhiều sự yêu mến trong giới livestream. Đồng thời cũng như một lời khẳng định cho việc Hằng Du Mục đã dần ổn định lại sau vụ chồng bạo hành và ly hôn gây chấn động. Mặt khác, netizen cực kỳ chú ý đến nhan sắc của Hằng Du Mục khi đứng cạnh Hoa hậu Thùy Tiên. Mặc dù vừa trải qua nhiều biến cố, song Hằng Du Mục trông khá tươi tắn. Có thể thấy, Hằng Du Mục đã mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện và đang dần bắt đầu lại cuộc sống mới của mình bên các con, ai cũng mừng cho cô.